Mỗi ngày hai lượt đều đặn, chị Nguyễn Thị Thanh, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, đều bắt tuyến buýt BRT01 để đi làm tại công ty ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Giống như chị Thanh, hành khách của tuyến buýt BRT phần nhiều là người già, học sinh, sinh viên và người đi làm ở địa điểm cố định hai bên trục tuyến. Cũng phải khẳng định, buýt nhanh giúp người dân đi học, đi làm tiện lợi khi sở hữu hệ thống nhà chờ hiện đại, phương tiện mới và an toàn. Kèm theo tần suất BRT khoảng 3 đến 5 phút có một chuyến nên khách không phải chờ đợi quá lâu. Thế nhưng, bất cập nhiều hơn lợi ích. Mặc dù đang được tận hưởng dịch vụ giao thông công cộng được cho là tiện nghi gần như bậc nhất của thủ đô, nhưng có vẻ như quãng đường đến công ty của chị Thanh và nhiều người khác không được nhanh như chính tên gọi của tuyến giao thông này. BRT mà có tuyến làn riêng nhưng mà trong khi đó cũng có đèn đỏ, các thứ sẽ chậm hơn so với tuyến đường sắt trên cao rất là nhiều. Đấy là theo cái quan điểm của mình. Hệ thống BRT đang sử dụng chung với cái lòng đường của hệ thống giao thông công cộng thành phố, dẫn đến là nó hay tắc nghẽn cục bộ vào thời gian cao điểm. Buýt nhanh BRT tuyến Kim Mã - Yên Nghĩa của Hà Nội là trường hợp điển hình cho một dự án có thể đúng về loại hình, nhưng sai cả về thời điểm lẫn địa điểm. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã 8 năm từ khi tuyến BRT số 01 được đưa vào sử dụng tháng 12 năm 2016, với tổng mức đầu tư trên 55 triệu USD, tương đương với khoảng 1.100 tỷ. Tuyến dài hơn 14 km, sử dụng 55 xe buýt loại 80 chỗ với giá hơn 5 tỷ đồng một xe. Dự án được thực hiện bằng vốn vay với mục tiêu cải thiện tình trạng ùn tắc, ô nhiễm, làm nền tảng phát triển hạ tầng giao thông công cộng. Không giống như nhiều đô thị trên thế giới đang triển khai tốt mô hình buýt nhanh, Hà Nội đang gặp thất bại toàn diện khi đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống này. Nhanh làm sao được khi làn đường dành cho xe buýt vẫn vướng dừng chờ đèn đỏ, vẫn chung làn với những xe quay đầu hoặc xe rẽ trái. Thực tế, mang tiếng là giải tỏa áp lực cho trục Nguyễn Trãi, nhưng với một làn đường riêng cho BRT, thì trục Láng Hạ, Tố Hữu, Lê Văn Lương đã trở thành nỗi ám ảnh tắc đường, nhất là vào giờ cao điểm. Ba làn xe một chiều, và riêng BRT chiếm mất một làn, chỉ phục vụ khoảng 10 đến 15% nhu cầu của người dân. Đẩy 85 đến 90% nhu cầu sang hai làn đường còn lại, khiến cho con đường đó lúc nào cũng trở nên quá tải. Điều này khiến cho các xe ô tô khác dù rất ấm ức nhưng cũng khó dám chen vào, còn xe máy thì đành tràn qua trong vô vọng, bởi lượng phương tiện giờ cao điểm luôn trong trạng thái điền vào chỗ trống. Chưa kể đến lối sang của nhà chờ xe buýt BRT nguy hiểm vô cùng. Từ nhiều năm nay, dư luận đã có ý kiến về việc khai tử tuyến BRT, trả lại phần đường dành riêng này cho tất cả các phương tiện khác. Cái khó là dự án không thể sớm khai tử, do liên quan đến cam kết với khoản vay của Ngân hàng Thế giới. Vì vậy, buýt nhanh BRT với khoản đầu tư lên tới 55 triệu USD vào thời điểm 2016-2017, suốt 8 năm qua đã gây ra nhiều bức xúc, bất cập, để không được và bỏ cũng khó xong. Với mục tiêu đến năm 2030-2045, vận tải hành khách công cộng đạt được từ 40 đến 60% nhu cầu đi lại của người dân, tức là tăng 3 lần so với hiện nay, trong đó trọng tâm là đường sắt đô thị. Hà Nội đã đồng tình với phương án thay thế buýt nhanh BRT bằng đường sắt. Thông tin tuyến buýt nhanh BRT của Hà Nội sẽ chấm dứt hoạt động chính thức được đưa ra mới đây, khi đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ 2009 đến 2023. Vấn đề mà thành phố Hà Nội quyết định đầu tư cái đường điện trên cao thì thực trạng trước đây chúng ta đã có cái đường cao tốc từ Hà Đông đi Cát Linh. Cái vấn đề thi công nó cũng kéo dài, tình trạng mà đường Nguyễn Trãi trước đây là cũng rất là rộng. Trong vấn đề thi công kéo dài thời gian quá dài mà ảnh hưởng bức xúc người dân cái đấy. Báo chí đã đưa rồi. Thì mong rằng cái vấn đề sắp tới để mà xây dựng đường điện trên cao chúng ta cần quy hoạch và quy mô tốt hơn nữa, để tránh cái việc kéo dài thời gian và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Rõ ràng là như vậy, xóa sổ buýt nhanh là đúng, nhưng đường sắt trên cao cũng cần có lộ trình và phương án cụ thể,
nếu không sự chờ đợi của người dân vẫn chỉ dừng lại ở lời hứa hẹn. Theo một thống kê cuối năm 2022, tàu Cát Linh Hà Đông đã phục vụ gần 7,3 triệu lượt khách, trong đó hơn 10.000 người dùng vé tháng sau một năm vận hành chính thức. Từ khi đi vào hoạt động, đã có 66.584 lượt tàu chạy, đem về doanh thu khoảng 53 tỷ đồng, tăng trưởng 20% mỗi tháng. Dẫu vậy, bài học từ tuyến Metro này về câu chuyện tiến độ chậm, kéo dài hợp đồng tư vấn giám sát, làm tăng chi phí, đã gây bức xúc trong nhân dân vẫn còn đó. Còn nhớ dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông khởi công tháng 10 năm 2011, dài 13,05 km, gồm 12 ga và một khu depot. Ban đầu dự án có mức đầu tư chỉ 8.770 tỷ đồng, nhưng qua thời gian đã đội vốn lên 18.002 tỷ đồng, tăng hơn 9.000 tỷ so với dự kiến ban đầu. Dù dự kiến đưa vào khai thác năm 2015, nhưng nhiều lần chậm trễ và điều chỉnh tiến độ, trải qua mấy đời Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, với 10 năm chờ đợi mòn mỏi, thì người dân mới được hưởng dịch vụ tàu điện trên cao như ngày hôm nay. Vì thế cũng không có gì lạ khi người dân lo lắng kịch bản này sẽ xảy ra thêm một lần nữa. Mình cũng đang suy nghĩ về cái vấn đề là cái quá trình xây dựng nó là ở trong cái giới hạn bao nhiêu. Và khi mà tuyến sắt trên cao mà hoạt động càng sớm càng tốt, thay thế cho BRT càng nhanh càng tốt, thì đấy cũng là một trong những cái kỳ vọng lớn của nhân dân mà, đúng không? Giải quyết được rất là nhiều thứ, ví dụ như là ủn tắc giao thông cũng như là mọi người đi thuận tiện nhanh chóng hơn cho rất là nhiều. Mình mong rằng cái vấn đề sắp tới để mà xây dựng đường sắt trên cao, chúng ta cần quy hoạch và quy mô tốt hơn nữa để tránh cái việc kéo dài thời gian và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. BRT sẽ được xóa sổ, hệ thống đường sắt đô thị trong tương lai với tổng chiều dài 550 km trên 14 tuyến sẽ là xương sống của giao thông Hà Nội, kỳ vọng giúp người dân được sống trong kỷ nguyên mới của vận tải công cộng nhanh, khối lớn, hiện đại, văn minh và thân thiện với môi trường. Đồng thời, giúp thành phố chuyển đổi các phương tiện xanh sạch, nâng tỷ lệ vận hành hành khách công cộng đến năm 2025-2026 lên khoảng 30%. Hà Nội đã mất 8 năm để thử nghiệm tính phù hợp hay không của tuyến buýt BRT, đã đổ vào đây hàng ngàn tỷ đồng. Và hiệu quả thu được, nói hòa mỹ là đặt nền móng cho loại hình dịch vụ vận tải công cộng mới, nhưng cũng cần phải nhìn vào thực tế và rút kinh nghiệm từ những hạn chế của tuyến BRT hiện tại. Kỳ vọng những bài học thu được từ BRT sẽ giúp cho Hà Nội đạt mục tiêu tới năm 2035 sẽ xây dựng hoàn thành 400 km đường sắt đô thị, để bộ mặt giao thông công cộng của thủ đô được văn minh và hiện đại.